Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được triển khai ở nước ta theo quy định tại luật quy hoạch năm 2017 là cơ sở quan trọng để tiến hành các quy hoạch quốc gia, ngành, vùng, địa phương. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nghe các báo cáo đóng góp vào công tác quy hoạch của các bộ ngành địa phương. Trong đó có nhiều quan điểm mới về công tác quy hoạch, mong muốn có được tư duy đột phá. Hội nghị cũng đã đưa ra thực trạng của công tác quy hoạch tổng thể quốc gia, phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ hai vấn đề còn băn khoăn là tiến độ không đạt như kế hoạch đề ra và chất lượng quy hoạch, đồng thời chỉ ra 6 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc đó. Từ đây đưa ra những định hướng thực hiện trong thời gian tới, quan điểm chỉ đạo là đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, có sự thích ứng, linh hoạt trong tương lai có tính đột phá, chú ý cân đối trong quy hoạch giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng bộ ngành địa phương. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia làm sao thật tiện lợi cho việc khai thác. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải hoàn thiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công tác quy hoạch tại tỉnh Hưng Yên cũng đang được tập trung cao độ để thực hiện. Dự kiến hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh liền kề các nhà khoa học vào tháng 3 năm nay, thời gian trình thẩm định là tháng 4 và thời gian trình phê duyệt là tháng 5 năm 2022.